Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo Quang, giờ Út Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành ni mệnh, phú đăng hỏa, ngày giáp thìn, tức can khắc với chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát trung bình. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỵ tuổi, mậu tuất, canh tuất, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọa, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tí và thân, thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu và tuyệt tuất. vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tí và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt bao gồm sao giải thần, đại cát, tốt về việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao thanh long, hoàng đạo, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, sáu đối với xây dựng, sao vạn vong hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Tiếp theo, mời các bạn đốn xiêm từ Vi Chi tít 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho bạn. Cho nên với bạn tuổi tí, bạn trải qua một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi. Mọi việc sẽ tín trịn theo đúng như cái sự mong muốn của bạn. Và chỉ cần bạn tuổi tí giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ nữa thôi là được. Đây cũng là cái thời điểm khá chi là tốt để cho bạn tuổi tí những ai kinh doanh hay là đưa ra những cái quyết định đầu tư rất chi là phù hợp. Bạn mệnh sẽ có được cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng, đối tác đáng tin cậy và bạn cần phải duy trì cái mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa đôi bên đều có lợi bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý ngày này bạn lại đang gặp ngày cố thổ khắc với thủy cái điều này với bạn mệnh tuổi tí cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm hơn tới cái vấn đề gia đình của mình. Nếu giữa hai vợ chồng có khúc mắc nảy sinh thì không nên lờ đi mà cần phải thẳng thắn trò chuyện với nửa kia bạn tuổi tí nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tí, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, đầu tư, ký kết hợp đồng đều có lợi thế hơn người. Và bạn đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt như là hị thần hướng đông bắc hay tài thần hướng đông nam hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc cũng như là có được tài lộc về tay nhé và tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tinh thần lạc quan tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa thích hợp đầu tư tử vi tuổi canh tí thuộc thổ, giữ quan hệ với đối tác, tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc, trò chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thìn, tuổi thân. Tử vi tuổi sửu thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn Tử Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn Tử Sửu trong ngày này đang chịu tác động xấu của cục diện ngộ hành tương phá gây ra, sự nghiệp của bạn Tử Sửu dễ gặp phải những điều không như ý muốn và bạn mệnh Tử Sửu có thể thấy buồn bã, chán nản vì mọi chuyện không tiến hành như đúng theo kế hoạch của bạn đã lập ra từ trước. Ngoài ra trong ngày thứ tư này đối với bạn tự xỉu, bạn cũng cần đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ niếm đá dấu tay, phá hoại khiến cho công việc của bạn tự xỉu vướng phải nhiều trở ngại, rắc rối đó nhá. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tự xỉu, cái vận trình của bạn may mắn là đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi sửu là người thông minh biết nắm bắt được vấn đề nhanh chóng tuy nhiên còn chưa tự tin cho lắm hay chần chừ do dự và bạn tuổi sửu bạn hãy đặt ra những cái mục tiêu cao xa hơn nữa để tiến xa hơn nữa trong tương lai trong sự nghiệp của mình bạn tuổi sửu nhé và tử xỉu nhá. Vài từ vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc trở ngại, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đề phòng tiểu nhân, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa buồn bã chán nản, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nắm bắt vấn đề nhanh chóng, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đặt mục tiêu xa hơn. Về đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần dễ phát tài nhờ cũng nhờ những cái công việc tay trái của bạn dù là việc làm thêm nhưng nếu như bạn tuổi dần đã dành nhiều tâm huyết của mình vào đó thì chẳng có lý do gì bạn lại không tự thưởng cho mình một phần thưởng xứng đáng trong ngày bạn tuổi dần nhé tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần trong giao tiếp với mọi người, bạn phải cần khiêm tốn hơn, không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về bản thân mình, tránh tình trạng, múa rìu qua mắt thợ, khiến cho người ta có ấn tượng tượng xấu về bản thân mình bạn tuổi dần nhé và trong ngày thứ tư này đối với bạn tự dần cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy về cái góc độ gia đình của bạn tự dần trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm với bạn đang có những mâu thuẫn với con cái của mình và khi đối diện với tình hình con cái cố tình chống đối với bạn tự dần bạn không nên nóng nảy mà càng cần phải lắng nghe lời con cái giải thích trước xem sao đã bạn tự dần nhé và tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phát tài nhờ nghề phụ tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nhận thượng xứng đáng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần khiêm thốn hơn tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên ba hoa tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim mâu thuẫn gia đình về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này nhờ có tam hội cục giúp sức cho nên với bạn tuổi mão nhận ra rằng những kế hoạch của bạn được xây dựng từ trước đang có những cái bước tiến triển rất chi là tốt đẹp nhờ vậy mà bạn mệnh tuổi mão càng ngày càng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống trong công việc của mình nữa bên cạnh đó trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang có được cái vận quý nhân xuất hiện có thể giúp cho bạn tuổi mão chỉ đường dẫn lối cho bạn khắc phục những cái vấn đề trước mắt cũng như là định hướng cho tương lai của mình và với bạn tuổi mão bạn cần phải bình tĩnh để vượt qua những cái khó khăn sau đó bạn sẽ thấy cái con đường sự nghiệp của mình trở nên sáng sủa và đầy hứa hẹn hơn rất chi là nhiều luôn và bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi mạo cần phải quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Khi gia đình có vấn đề gì đó xảy ra thì đôi bên cần phải trò chuyện với nhau chứ không nên mọi người một ý như vậy bạn tuổi mạo nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, công việc tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, quý nhân phù trợ. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, quan tâm tới nửa kia, từ vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, vợ chồng nên trò chuyện. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, thìn tút xỉu mùi cho nên với bà tuổi thìn bạn trở nên cực kỳ là cứng đầu và có cái sự cố chấp bà tuổi thìn bạn tự đặt ra những cái nguyên tắc cho riêng mình và chẳng muốn để cho ai can thiệp vào mình khi đang làm việc cả cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi thìn bạn đang cảm thấy không thích phối hợp với người khác trong khi làm việc thực hiện nhiệm vụ đó nhé. Ngoài ra, trong ngày thứ tư này đối với bạn tử thìn dù bạn là người có tính quyết đoán luôn đạt được thành tích cao trong công việc nhưng bạn cũng rất chi là độc đoán khi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai đang có ý kiến trái ngược với mình cái điều này khiến cho cái môi trường làm việc của bạn tử thìn trở nên căng thẳng không cần thiết bạn tử thìn nhé ngày này đối với bạn tử thìn cái vận khí của bạn cũng đang gặp ngày có thổ vượng cái điều này khuyên bạn mạnh tử thìn cần phải nhìn nhận vấn đề trước mặt một cách rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều người khác phản đối bạn tử thìn nhé. Trong ngày này, đối với bạn tử thìn, không nên xuất hành đi xa. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam hai cái hướng này sẽ hạn chế những rủi ro xảy ra với bạn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa cứng đầu cố chấp, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ không thích hợp tác, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nghe lời ai, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần suy nghĩ lại, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy làm việc căng thẳng. Về đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ dễ vướng vào rắc rối trốn quan trường và bạn tuổi tỵ bạn nên kìm chế bản tính nóng nảy của mình lại biết giữ bình tĩnh để tránh mâu thuẫn sâu sắc xảy ra với người khác. Trước khi nêu ra quan điểm của bản thân mình, bạn cần phải chú ý tới tình huống trong giao tiếp nữa bạn tử tỷ nhé. Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay. Vì thế, với bà tử tỷ, bạn cần tránh thái độ làm việc chạy mãng, được chăng hay chớ để giảm thiểu ảnh hưởng của thiên quan xuất hiện gây ra cho bạn với bạn tuổi tỵ bạn cần phải nghiêm túc với mọi việc được sao trong ngày nữa đó nhá ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tỵ có một ngôi nhà khá chi là yên bình gia đình là bến đậu của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi chỉ cần bạn về đến nhà nhìn thấy người thân của mình là bạn đã cảm thấy rất chi là thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều nữa rồi bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa dễ vướng rắc rối, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ suy nghĩ cẩn thận, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đối mặt với tiểu nhân, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim làm việc cẩn thận, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tin tưởng người thân. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng cho nên với bạn tuổi Ngọ bạn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp và bạn tuổi Ngọ bạn mệnh sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người trong ngày chính nhờ vậy mà nếu như bạn có gặp khó khăn, chắc chắn sẽ được nhiều người giang tay ra giúp đỡ cho bạn nữa. Trong gia đình, bạn mệnh tuổi ngọ luôn quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, do đó đôi bên chẳng bao giờ cãi vã nhau hay làm mâu thuẫn với nhau cả. Dù có sóng gió xảy ra như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng tin rằng mình và người ấy cũng có thể cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống nữa rồi bạn tuổi ngọ nhé. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, ngày này là một ngày thích hợp để cho bạn khám phá, chữa bệnh. Nếu như bạn nhận thấy cơ thể có những cái dấu hiệu cảnh báo thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt để có cách xử lý kịp thời bạn tuổi ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ, trong ngày có tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ và trao việc đổi công việc gặp nhiều thuận lợi không cần phải lo lắng cái vấn đề gì cả, ngoại trừ về cái phương diện sức khỏe của bạn có chút lo lắng nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, xã giao tốt đẹp, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, được nhiều người giúp đỡ, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, quan tâm đến nửa kia, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, vợ chồng hòa hợp, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, thích hợp khám phá chữa bệnh nhé. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ Cho nên với bạn tuổi mùi luôn hết mình trong công việc của mình bạn sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên Thậm chí bạn còn có được cơ hội cất nhắc lên cái vị trí cao hơn Phù hợp với năng lực của mình nữa bạn tuổi mùi nhé. Và với bạn tuổi mùi, bạn là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi ở mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ, bạn hãy đặt ra cho mình những cái đức đích đến tham vọng hơn nữa. Chứ đừng có vội hài lòng với cái vị trí hiện tại của mình bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi xa vào ngày hôm nay thì bạn nên đi về hai cái hướng Hỷ thần hướng Tây Bắc và Tài thần hướng Đông Nam. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc của mình. Nếu là việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ tìm được cái mối đầu tư rất chi là hứa hẹn với mình nữa bạn tuổi Mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim được đánh giá cao tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cơ hội được cất nhắc tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa khiêm tốn học hỏi tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hãy tham vọng hơn nữa tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng vội hài lòng với thực tại về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn. Cho nên với bạn tuổi thân, bạn có được một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả, và bạn tuổi thân, bạn mệnh cảm thấy rất chi là hào hứng hơn hẳn so với những ngày làm việc bình thường khi công việc của bạn diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước và bạn tuổi thân, bạn cũng nhận ra được rằng xung quanh mình còn có rất nhiều người thật lòng với mình nữa nhé. bên cạnh đó trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, bạn mệnh phải tham gia thi cử thì hôm nay cũng là một ngày rất chi là may mắn với bạn chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước khi đó và giữ được bình tĩnh khi bước vào phòng thi thì không có gì làm cho bạn không thể vượt qua được và bạn chẳng hề thu kiếm bất cứ một người nào nữa bạn tuổi thân nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng là hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách để giải quyết một cách hợp tình, hợp lý nhất nữa rồi đó bạn tự thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy làm việc hiệu quả tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nhiều người giúp đỡ tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ thi cử thuận lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng hòa hợp tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tin tưởng nửa kia về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao. Con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi giàu, thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi giàu ạ, Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày có cái sự ảnh hưởng của ngũ hành nhị hợp cho nên công việc của bạn tử dậu phát triển khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên vì bản mệnh chưa rõ ràng cái điều mình thực sự muốn làm là gì nên đang còn thiếu đi cái sự quyết đoán hay do dự và bạn tuổi dậu bạn cần phải tự tin hơn nữa bởi bạn là người phát tài trong tháng 10 dương lịch này đó bạn tuổi dậu nhé trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này ngày này bạn nhận ra được và tôn trọng những người đối xử thực sự tốt với mình còn đối với những người tiếp cận nhằm mục đích xấu bạn thường chọn cách không quan tâm tới họa nhờ vậy mà với bạn tử dậu bạn trải qua một ngày rất chi là yên bình và trong ngày thứ tư này đối với bạn tử dậu ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy với cái vận trình tình cảm của bạn tự dậu trong ngày này lại có phần được tốt đẹp. Cái mối quan hệ gia đình của bạn tự dậu trong ngày này rất chi là hòa hợp. Bạn và nữ kia luôn yêu thương và thấu hiểu cho nhau, cho dù bạn phải đối diện với những cái khó khăn thử thách gì đi chăng nữa, bạn cũng luôn dụng cảm tín về phía trước vì nữ kia luôn chính là động lực cho bạn rồi đối với bạn tự dậu nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, còn chưa quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bộ ngoài tai lời đàm tiếu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tôn trọng người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, thấu hiểu nửa kia. Về đánh giá của bà tử Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, quân số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi Tuất thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020, ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất đó, Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông, Thìn Tuất xịu mùi, cho nên với bạn Tử Tuất đang có cái điểm báo gặp phải nhiều rắc rối trong công việc, sự nghiệp của mình nhé. Nếu sai là phải sửa, hãy dùng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục chứ không nên đùn đẩy đổ tội cho người khác bạn Tử Tuất nhá. Trong ngày này, đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán, cũng tránh ký kết hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay, bởi rất có thể cái mối đầu tư của bạn sẽ gặp thất thoát hoặc là gặp trục trặc, cho dù bạn có nuôi tham vọng và có lớn đến đâu đi nữa thì cũng cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đã bạn tuổi tuất nhé ngày này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình cũng như là chế độ ăn uống của mình tránh tham công tiếc việc làm việc quá sức và thêm nghỉ ngơi điều độ hợp lý để không mắc phải các bệnh về xương khớp hay là dạ dày và đường tiêu hóa nữa bạn tuổi tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa công việc rắc rối tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ dám nhận trách nhiệm từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên ký hợp đồng tử vi tuổi canh tuất thuộc kim làm ăn thất thoát tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy chú ý sức khỏe về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao quân số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên với bạn tuổi hợi, bạn cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh. Và bạn tuổi hợi, bạn không nên lấy làm mừng khi thấy mình được nhiều đối tượng khác phái săn đón như vậy nhé. Ngày này, đối với những người đã có gia đình thì suy nghĩ cho nửa kia của mình nhiều hơn, không nên làm việc tùy theo cảm hứng của riêng mình. Gia đình muốn hạnh phúc thì vợ chồng lúc nào cũng cần có cái sự thấu hiểu và đồng lòng thông cảm cho nhau bạn tuổi hợi nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tuổi hợi ngày thứ tư này, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần phù trợ. Cho nên, đối với những người làm nghề tự do thì dễ nhận được tài lộc trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi hợi, bạn có thể tìm được những cái mối đầu tư đáng giá thu hút lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đây là cái bước đệm để cho bạn phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp, trong tương lai của mình bạn tuổi hợi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi, trong ngày có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình về tài chính của bạn mệnh. Số gặp quý nhân, công việc được thuận lợi, cầu tài hay là xuất hành đều tốt. Và bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc hoặc là tài thần hướng đông nam, hai cái hướng này sẽ làm cho công việc của bạn được thuận lợi, xui chèo mát mái cũng như là tiền bạc về tay ùn ùn ở bạn tuổi hợi nhá. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, đề phòng người khác, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, quan tâm tới nửa kia hơn, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, vợ chồng chưa thấu hiểu, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, đầu tư có lợi, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, thu được lợi nhuận. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.